Đây là một bộ phim hoạt hình đã cũ về tình cảm gia đình, ước mơ, mâu thuẫn và những tổn thương quá khứ, được mang đến cho bạn bởi Không Bao Giờ Bỏ Con, Đàm Vĩnh Tuy, Hà Ngọc Hồi, Bóng và khả năng biểu cảm của Ngọc Trinh. Nhà ông Sơn, giữa một cơn mưa tầm tã mùa xuân hoặc thu hoặc gì đó, một người phụ nữ đang định rách đứa con của mình tại trại trẻ mồ côi phố 6. Thứ duy nhất làm cô chùn tay là cảm giác tội lỗi, rồi bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó làm cô hết thấy tội lỗi luôn. Và đó là cách mà Lewis đến với cô nhi viện. Lewis lớn lên với tình yêu khoa học, ngày đêm lọ mọ với đống phát minh. Còn đây là Goop, bằng tuổi, đam mê bóng chày, vì cùng phòng với Lewis nên là bọng mắt to hơn cả trứng rái. Không thể giành huy chương vàng SEA Games chính là lý do tại sao Messi cố cả đời. Mặc kệ Goop lải nhải, Lewis đang tập trung vào phát minh mới nhất và cuối cùng thì... Ê Goop, tôi hoàn thành chiếc mũ cối Inator rồi này. Chúc mừng, cậu chắc chắn sẽ được nhận nuôi bởi một lão tiến sĩ điên suốt ngày đánh nhau với thú mỏ vịt. Hai bạn đang nói chuyện thì cô Mildred đến, giục Lewis đi đến buổi hẹn. Con nhớ đúng nhận sai cấm cãi cho cô để con được nhận nuôi nhá. Thế là Lewis đi phỏng vấn. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về những phát kiến vĩ đại sẽ thay đổi tương lai của mình. Ước mơ của cháu là tạo ra xe bay, người bay, mèo máy, cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian được phát minh rồi, họ gọi nó là giường. Những phát minh của cháu sẽ làm thế giới tốt hơn. Cháu không thể phát minh ra giường được. Nhóc ạ, nó đã được phát minh rồi. Hô hởi chứng minh bản thân, Lewis lôi mũ cối Inator ra khoe. Cậu mải nói về việc nó giúp xịt bơ đậu phộng mà không để ý mặt ông chồng tái mét. Mặc cho bà vợ cầu xin, Lewis bắn lên mặt hai vợ chồng. Bà vợ thì không sao cả, còn ông chồng thì bị dị ứng với cả bơ đậu phộng lẫn việc bị bắn lên mặt, và suýt nữa thì hẹo nếu mà không bơm thuốc kịp. Hai vợ chồng xách đít đi luôn, bỏ lại một Lewis buồn bã thất vọng. Biết Lewis mỗi khi buồn thường trốn lên nóc nhà, cô Mildred lên tìm cậu bé để an ủi. Đã 124 lần con bị từ chối rồi đấy. Làm gì mà nhiều thế? Nếu không tính với thằng đại diện cho Minh Béo thì còn 72. Nào tích cực lên nào. Ngay cả mẹ con còn không muốn nhận con thì tích cực dư nào. Thì ít ra thì Minh Béo thích con. Ý tưởng hay đấy. Ý tưởng gì? Minh Béo á? Không, con sẽ tìm mẹ con. Nói phát làm luôn. Lewis bắt tay vào chế tạo hình ảnh Inator để lục vào trong bộ não, tìm hình ảnh mẹ mình. Và dĩ nhiên là cậu né toàn bộ những cuộc phỏng vấn nhận con nuôi. Rồi ngày trọng đại cũng đã đến. Phát minh của Lewis lần đầu được công bố trước toàn thế giới, cụ thể là ở hội chợ khoa học của trường. Tại đây, Lewis sẽ gặp những đối thủ xứng tầm như Caesar mập địt cùng núi lửa có cơ chế giống với bộ não của tôi, nó không hoạt động. Billie Eilish với lồng kính nuôi toàn một lũ cộng đồng mạng, cùng cô bé nuôi một lũ rapper hải ngoại. Lewis đang mang phát minh của mình ra thì bị một thằng nhóc tóc vuốt vuốt các thứ bắt cóc. Xin chào, tôi là Weber đến từ tương lai. Từ sáng đến giờ cậu có gặp một lão cao gầy đội mũ như CC không? Hả? Thì lão đội mũ nhìn như CC ăn cắp một cô máy thời gian. Với CC ở đây là viết tắt của con, tôi biết CC là cái gì. Ok, thế thì nếu mà gặp thằng đặc cầu đấy thì báo cho tôi. Ok, à mà đặc cầu là nói lái của đâu? Tao biết đặc cầu là cái gì. Nhưng mà có phải gã đặc cầu kia không? Weber tự hỏi. Cậu ta chạy đến bắt lấy hắn, cơ mà chỉ bắt được một cậu nhóc đang ôm hệ mặt trời và làm đổ hết thùng cộng đồng mạng nữa. Và đây, người đàn ông cao gầy với chiếc mũ nhìn như CC đang theo dõi Lewis từ phía sau cánh gà. Bỗng chiếc mũ bay lên. Tiến sĩ thích phát minh và đánh nhau với thú mỏ vịt để nhận nuôi Lewis thật này. Anyway, mũ đèn mắt đỏ bay đến bàn của Lewis và phá hoại phát minh để đời của cậu nhóc. Đúng lúc ban giám khảo lò dò đến chỗ cậu, cậu nhóc giới thiệu về hình ảnh Inator, thứ có thể mô phỏng mọi hình ảnh trong não của bất kỳ ai. Vậy là cái máy này lấy hình ảnh trong não? Vâng. Và chiếu lên màn hình? Vâng. Nó gọi là làm phim? Và không, cháu không thể phát minh ra làm phim được. Nhóc ạ, nó đã được phát minh rồi. Không, cháu chỉ muốn trích xuất ký ức của mọi người thôi. Sau khi giải thích và cài đặt xong, Lewis bắt đầu bật máy. Nhưng do đã bị mũ đèn mắt đỏ phá, cỗ máy nổ tung, vừa không ra cơm cháo gì, vừa khiến cả hội trường cuộc thi rơi vào hỗn loạn. Thất bại này khiến Lewis suy sụp và lủi thủi đi. Weber vội đuổi theo, cả hai không biết rằng mũ đèn mắt đỏ đang sửa lại hình ảnh Inator để lão cao kèo đội mũ như CC đến trộm lấy nó. Lewis thì lại lên nóc nhà, lần này là để xé nát cái phát minh chết tiệt đã thất bại. Cậu vứt nó đi. Bụp, quái lạ, mình có vo nó thành người yêu cũ đâu mà nó cứ quay lại nhỉ. Cậu vứt mẩu giấy đi lần nữa và thấy ngay lý do tại sao. Chính là Wilbur đang làm trò hề. Cậu ta cố tìm mọi cách thuyết phục để Lewis quay lại hội chợ và sửa hình ảnh Inator. Nhưng mà Lewis đang dỗi. Lewis đẻo báo. Và Lewis cũng đéo tin thằng này đến từ tương lai. May mà từ tương lai thì chứng minh bằng một con đề xem nào. Wilbur bèn chạy đến, ném Lewis khỏi tòa nhà. Và Lewis rơi cái bẹp xuống một cái gì đó mà không phải mặt đường. Wilbur nhảy xuống theo, ấn nút làm phi thuyền hiện ra và bắt cóc Lewis mang đi. Cậu ta đưa Lewis bay tới vũ trụ phim làm lại của Disney. Vì ở đây bóng quá trời bóng. Giờ cậu tin chưa? Sửa cái hình ảnh in ấy ta đéo sửa đấy thì làm sao? Ta muốn ở lại đây chơi. Dứt lời, Lewis cướp bánh lái và như bao đứa trẻ 13 tuổi khác, cậu báo vãi lờ, khiến chiếc máy thời gian đâm sầm vào lòng đất. Thế là hai ông nhõi ngồi cãi nhau và mãi mới đi đến thỏa thuận là Lewis sửa máy thời gian, rồi Wilbur sẽ đưa Lewis về quá khứ gặp mẹ. Nhắc đến quá khứ, thì sau khi cướp được hình ảnh Inator, tên mũ đen mang nó đến một tập đoàn để bán lấy bằng phát minh. Ông chú vừa bảo mình tên là Liam.
Trần Thị Liêm mà có hẹn lúc 2 giờ á. Đúng vậy, cơ mà là Liêm, Trần Thị Liêm, ông Liêm, Liêm 2 giờ có hẹn với CEO tập đoàn đấy. Nghe không hợp lý nhưng mà lại khá thuyết phục, nên là cô trợ lý đưa hắn vào. Nhưng vì không hiểu cách vận hành của cái cục máy của nợ này, nên là hắn ăn linh tinh một hồi, khiến cả khán phòng náo loạn. Rồi kết quả là bị đuổi ra ngoài. Nhưng mà tên mũ đen chưa từ bỏ, hắn quyết định tìm Lewis để bắt cậu sửa cái máy. Trên đường dắt máy thời gian về gara của nhà Wilbur để sửa chữa, Lewis biết được rằng bố của Wilbur đang đi công tác, còn mẹ của cậu thì không biết xúc bình sang con, nên là chả bao giờ mò xuống gara làm gì. Đến cửa gara, một giọng nói ồm ồm nổi lên đầy đáng sợ. Độc bật khẩu, không bị cúc. Vâng ơi, mở cửa ra. Mày đến đây để trộm kho báu của 40 tên cướp và vâng, đọc lại. Quá nhỉ, trước đây làm gì có mật khẩu. Tinh tinh, chính xác, xin mời vào. Cánh cửa mở ra, Lewis và Wilbur mang cỗ máy vào và gặp ngay một con chat GPT bằng vàng. Nó vừa biết nói vừa biết tóc Lewis như lông lờ, nên thấy phát là chạy luôn. Wilbur vội đuổi theo bịt miệng nó, chỉ để lại cho Lewis chiếc mũ hoa quả và cấm cậu bước chân ra khỏi gara, vì không ai được biết Lewis đến từ quá khứ hết. Cơ mà Lewis điếu khe. Cậu lập tức liền chui đường ống cống bay ra thẳng tới cửa chính. Ở cổng chính, cậu gặp hai ông đầu đất nhìn rất là khả nghi, cứ dụ dỗ cậu bấm chuông của họ. Lewis bị pressing hơi rát nên là bấm bừa, và phía sau cánh cửa là một con hentai. Về phần Wilbur, lúc này đã đổi kịp chat GPT và bắt đầu ngồi giải thích cho nó về kế hoạch của mình. Trước đó, cậu nhóc đã quên khóa cửa nhà kho và làm mất cô máy thời gian của bố vào tay tên mũ đen, nên giờ phải xới tung dòng thời gian đi tìm lão. Nhưng mà cái máy còn lại thì Lewis vừa làm hỏng và cần phải chờ cậu sửa được nó thì mới đi bắt tên đội mũ được. Còn lời hứa đưa Lewis về gặp mẹ, Wilbur sẽ không bao giờ thực hiện. Điều này khiến tôi và cả robot đều buồn. Trở lại với Lewis, cậu nhóc đã thoát ra khỏi xúc tu của hentai, nhưng mà lại đâm sầm vào Hoàng Kiều. Hoàng Kiều nói là đang đào đất để tìm răng giả, còn Lewis thì bảo là đang tìm đường để về gara. Wow, thằng nhóc thật là thú vị. Thế là hai ông cháu đồng hành với nhau. Đầu tiên, ông đưa cậu đến gặp Jack Sparrow bên khẩu đại pháo và cô kỹ sư xây đường sắt Hà Đông. Họ đang chuẩn bị đua xem ai nhanh hơn. Kết quả là đường sắt Hà Đông vô địch, Jack Sparrow vô dụng. Tiếp đó, hai ông cháu đến thăm tôi lúc đang khổ sở tập gym, rồi gặp gỡ nhân viên Shopee Food của năm vì anh này đi giao hàng bằng đĩa bay. Tiếp đó, hai ông cháu gặp gỡ hai anh em thiết kế áo của chùm cuối vì người anh vẽ tranh cực đẹp. Cô em thì là thiên tài thiết kế những mẫu áo đủ màu sắc, bền đẹp và cực chất. Còn ông bố của hai chị em thì là người đàn ông đầu tiên cưới tay phải của mình. Sau đó họ đi gặp Hà Ngọc Hồi, một chú chó đeo kính để xem thời sự. Và quan trọng nhất là gặp mẹ của Wilbur, giáo viên dạy nhạc cho Đàm Vĩnh Tuy. Kìa chú là chú ếch con có lâu đài tình ái đó. Cơ mà ô kìa, Đàm Vĩnh Tuy đang đeo cái gì thế kia? Thế là Lewis giúp ông cụ lấy được bộ nhá của mình, nên cậu bỏ đi. May mắn thế nào chạm mặt ngay Wilbur, quay trở lại với lão mũ đen. Lúc này đã đột nhập vào căn phòng phát minh của Lewis. Ở đây, lão ta gặp Goop, vừa trở về phòng với đôi mắt bầm dập. Nguyên nhân là do thiếu ngủ kinh niên, nên cậu bé đã không bắt được cú ném quyết định, nên bị cả đội la vào hội đồng. Giờ thì Goop đang suy nghĩ về lời khuyên của huấn luyện viên rằng hãy bỏ qua chuyện này và cố gắng nhiều hơn trong tương lai. Lão mũ đen nghe xong liền khuyên luôn, hãy nuôi dưỡng lòng hận thù để khai mở được Sharingan, báo thù gia tộc. Sau đó, lão chạy lên tầng thượng để làm Lewis bất ngờ. Mỗi tội người bất ngờ lại là lão, bởi vì Lewis không có ở đây, chỉ có một chiếc gậy mang ADN của Wilbur. Nhờ chỉ số IQ bằng đúng nhiệt độ phòng, lão được cái mũ cho biết là Wilbur đón Lewis về tương lai. Và thế là lão back to the tương lai, nơi mà Lewis cố mãi vẫn không sửa xong mấy thời gian. Và bắt đầu nản chí, Wilbur thì chỉ biết đứng lải nhải là luôn tiến lên. Lời khuyên này không dành cho con bạc, và là câu slogan nổi tiếng của ông Sơn, bố của Wilbur, một người luôn nỗ lực hết mình và không ngừng sáng tạo. Ông là người phát minh ra mọi thứ quanh đây, và cỗ máy thời gian cũng là một phát minh của ông sau hàng trăm lần thất bại. Cơ mà máy thời gian bản beta thì giờ đang bị lá mũ đen cướp mất. Và vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xây hế lô, chuẩn bị tấn công hai đứa nhóc. Hai đứa nhóc mãi không sửa được cái máy thì lại quay ra cãi nhau. Đang chuẩn bị lao vào dạy cho nhau biết ai là bố thì bị gọi lên ăn tối. Phòng ăn thì cũng bình thường, Đàm Vĩnh Tuy tổ chức live show trên dàn đèn như bình thường. Còn bữa tối thì xuất hiện từ bụng của chat GPT như bình thường. Trong bữa ăn, cả nhà bắt đầu hỏi han Lewis và còn đòi xem tóc cậu. Wilbur bảo thôi đừng, tóc Lewis giống khá bảnh lắm, nhưng mẹ cậu bảo vẫn đẹp hơn tóc con. Rồi định ra cởi mũ cho Lewis. Wilbur nhanh trí khơi mào cuộc chiến đồ ăn và may mắn đánh lạc hướng mẹ thành công. Cuối bữa ăn, đến món tráng miệng là bánh mì phết mứt và bơ đậu phộng. Lewis nhìn thấy chiếc mũ mà chat GPT đội có nét giống với chiếc mũ cối Inator do mình tạo ra, và nó cũng gặp lỗi tắc đạn y hệt. Wilbur bèn bảo, ê, Lewis cũng là nhà phát minh nè, sửa cái mũ đi. Lưỡng lự một lúc, Lewis cũng quyết định giúp chat GPT sửa cái súng này, và kết quả thì như cũ. Súng hỏng, bắn đầy mặt cả một đại gia đình. Nhưng mà họ không nổi điên và cũng không phiền lòng, mà lại tỏ ra rất là vui vẻ, vì luôn tiến lên và luôn cố gắng làm tốt hơn là slogan của họ.
Cùng thời điểm đó, gã mũ đen đã bắt cóc Đàm Vĩnh Tùy khi anh này đang tâm sự về âm nhạc với cộng đồng mạng ở đáy giếng. Lão dùng mũ đen để điều khiển Đàm Vĩnh Tùy đến bàn ăn tối và ra lệnh cho Đàm Vĩnh Tùy tấn công nhà ông Sơn, nhưng mà Mr. Đàm từ chối vì bàn tay bé nhỏ này chỉ để xây lâu đài tình ái chứ đâu có phải để hành hạ ai. Quá chán nản với sự vô dụng của Mr. Đàm lẫn lão giả ngu, mũ đen mắt đỏ gợi ý tấn công tất cả mọi người khi thấy mục tiêu chính là Lewis. Cả nhà ông Sơn tìm mọi cách để bảo vệ cậu, nhưng một con khổng lung thì dĩ nhiên là không dễ ngăn cản. Sau một hồi đuổi bắt, đã dồn thành công Lewis vào chân tường, cơ mà vẫn không tóm được cậu bởi vì tay bé. Wilbur xuất hiện, lão đội mũ đen liền ra lệnh tấn công Wilbur. Suýt tí nữa thì cả Wilbur và Lewis nằm yên trong bụng, nhưng hai đứa may mắn thoát được nhờ dùng cái súng của Jack Sparrow bắn rơi cái mũ đen đang kiểm soát làm nó gục xuống. Hai cậu nhóc an toàn, còn mũ đen mắt đỏ thì bị Đàm Vĩnh Tuy cùng Dương Triều Khúc tóm được. Hoạn nạn gắn kết con người, Lewis cảm thấy yêu mến gia đình ông Sơn và họ cũng feel the same. Nhà ông Sơn thì rất là vui và luôn sẵn sàng thêm Lewis và gia phả của dòng họ. Wilbur thì vì lý do nào đó một mực phản đối, gia đình cậu thì không nghe. Thế là cậu mở mũ cho cả nhà thấy bộ tóc Amishai của Lewis. Và cả nhà ông Sơn cùng lúc bị khủng hoảng lo âu như là con ChatGPT. Ngay lập tức bảo Lewis phải quay về quá khứ. Lại một lần nữa bị chối bỏ, Lewis bỏ đi. Để rồi bị lão mũ đen dụ dỗ bằng lời hứa sẽ được trở về quá khứ gặp mẹ. Wilbur đuổi tới nơi, nhưng đã quá muộn. Lão mũ đen đã đưa Lewis rời khỏi đó. Lão đưa cậu nhóc đến một căn phòng tối, hứa chỉ cần Lewis sửa và dạy lão cách dùng hình ảnh Inator, lão sẽ cho cậu trở về quá khứ gặp mẹ. Nhưng mà giống Wilbur, lão cũng lừa Lewis. Chỉ khác là lần này lão nói ra toàn bộ những bí mật mà Wilbur giấu giếm. Lewis chính là ông Sơn, bố của Wilbur. Chính phát minh hình ảnh Inator này đã thay đổi cuộc đời của cậu, giúp cậu tìm được cha mẹ nuôi, tìm được tình yêu của đời mình và cuộc đời của cậu đi lên ghi tên từ đó. Nhưng mà điều bất ngờ hơn, đó là gã áo đen chính là Goop. Chỉ vì bị Lewis làm phiền, dẫn đến cảnh ngái ngủ trong trận bóng chày năm xưa, Goop chìm vào tuyệt vọng và sống một cuộc đời như cớt. Nỗi oán hận đã biến Goop trở thành một tên siêu ác nhân, chuyên ném trứng vào nhà ông Sơn. Nhưng mà rồi mũ đen mắt đỏ xuất hiện và hoàn thiện lão. Nó là một phát minh bị ông Sơn ruồng bỏ. Thế là cả hai đi uống trà tưa, chia sẻ cho nhau về kế hoạch thiên tài của bản thân, rồi đi đến quyết định cùng nhau ăn cắp cỗ máy thời gian, trở lại quá khứ để thay đổi mọi thứ. Và giờ, sau khi hiểu rõ về hình ảnh Inator, Goop sẽ trở về quá khứ một lần nữa, đưa cỗ máy đi lấy bằng sáng chế, thay đổi tương lai mãi mãi. Ngay khi lão mũ đen rời đi, Wilbur cùng ChatGPT mới đến giải cứu Lewis. Wilbur nói rằng chỉ cần Lewis sửa được cỗ máy thời gian còn lại là cả ba có thể trở về quá khứ để ngăn tên mũ đen. Lewis còn đang lưỡng lự thì mây đen kéo đến. Tương lai do lão mũ đen tạo ra đã biến mọi thứ trở nên đen tối. Nhưng mà đáng sợ hơn là ở trong chiều tương lai này, chỉ thấy mọi người đang phải đội mũ đen và phục tùng nó. Sau khi xem được mọi thứ từ cỗ máy hình ảnh Inator, Lewis mới hiểu rằng ở dòng thời gian này, Goop ký hợp đồng thành công. Nhưng sau đó chiếc mũ lật mặt, chế tạo mũ con hàng loạt, biến nhân loại thành nô lệ. Goop cũng trở thành nạn nhân bị chiếc mũ làm hại. Lewis bèn quyết tâm phải sửa bằng được cỗ máy thời gian để thay đổi thực tại kinh tởm này. Nhưng mà dĩ nhiên là mũ đen sẽ không để yên cho cậu làm thế. Nhưng mà dĩ nhiên là cậu làm thế vì cậu là nhân vật chính. Cậu trở về quá khứ và ngăn cản Goop ký vào bản hợp đồng định mệnh. Sau khi lật mặt được chiếc mũ độc ác và cứu lấy tương lai, Lewis đưa Goop trở về tương lai, giải thích cho Wilbur về quan hệ bạn bè của cả hai. Sau đó cậu định hàn gắn mối quan hệ với Goop, nhưng mà do thấy bản thân quá là ca lính chi nên là Goop lính đi. Wilbur sau đấy đưa Lewis về gặp gia đình của mình. Đúng lúc ông Sơn trở về nhà, sau một hồi bàng hoàng vì gặp lại mình hồi trẻ, ông Sơn đã quyết định đưa Lewis đi tham quan tất cả những phát minh vĩ đại mà cậu sẽ làm trong tương lai, và việc cậu phải làm chỉ là luôn tiến lên. You gotta make the right choices and keep moving forward. Sau đó, cậu được Wilbur đưa trở về, nhưng mà là trở về khoảnh khắc mà Lewis bị mẹ bỏ lại ở đầu phim. Giữa đêm mưa tầm tã, cậu bé của chúng ta đã lưỡng lự tiến đến gần chỉ để xa vào lòng mẹ một lần trong đời. Nhưng mà Lewis quyết định là mình sẽ không làm thế. Hóa ra chính cậu đã tạo ra âm thanh khiến mẹ cậu vội vã để cậu lại thêm nhà rồi bỏ đi. Còn người trực tiếp gõ cửa lại chính là Lewis. Nhìn mình được cô Mildred bế vào trại trẻ mồ côi số 6, Lewis mỉm cười rồi cùng Wilbur trở về ngày thay đổi cuộc đời cậu. Wilbur hỏi tại sao Lewis lại chọn làm trẻ mồ côi. Lewis nói rằng vì ở tương lai cậu đã có một gia đình tuyệt vời. Rồi âm trầm lấy Wilbur, cả hai chào tạm biệt. Lewis trở lại với hội chợ khoa học của trường. Nhưng mà trước hết, cậu chạy ra sân bóng, gọi Goop dậy để hoàn thành pha bóng quyết định, thay đổi vận mệnh của anh bạn cùng phòng. Rồi mới trở vào phòng thể chất, thuyết phục mọi người rằng hãy cho cô máy hình ảnh Inator của mình một cơ hội. Và đằng nào thì chuyến xe của bà tiến sĩ cũng đang đến muộn nên là bà đồng ý. Thế là họ chọn ngày cưới của bà để thử lại cỗ máy hình ảnh Inator. Và plot twist xuất hiện, hóa ra bà tiến sĩ và chồng chính là Hà Ngọc Hồi và Hoàng Kiều. Còn chiếc máy của Lewis đã hoạt động hoàn hảo, chỉ là chưa có 4K Full HD. Cặp vợ chồng lập tức khen ngợi cậu bé,
rồi bảo cậu nhìn không giống một người tên Lewis lắm, hay gọi cậu là Sơn đi, và tại sao lại không chứ. Rồi bỗng một con ếch nhảy vào mặt Hoàng Kiều, một con ếch tên là Vĩnh Tuy. Lewis nhìn cô bé kiểu "Oh, I'm a destroy that, see someday, but not now", bởi vì cậu còn bận lấy bằng sáng chế cho hình ảnh Inator và được nhận nuôi và bắt đầu hành trình trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. You gotta make the right choices and keep moving forward.